bây giờ lột xuống được rồi đó. Vô ăn nè các bạn, bây giờ lột xuống. Ba là em ngựa không ba? Vô quán ăn các bạn ơi, đi sáng giờ mệt rồi. Cái bụng mà. Quán này mình ăn hoài luôn. Quán người Viên. Ừ, thấy mấy cái tháp này là biết biết quán người Miên rồi đó các bạn. Nam Giang, Campuchia. Yo. Uống nguyên cái bình nước vậy đó hả? Chứ nhỏ khó chim đó là ngày xưa em làm đó. Rồi mời quý vị xơi gỏi đu đủ của Thái Lan. Canh chua. Canh chua gỏi đu đủ của Khmer nhé. Hơn một năm rồi mới được ăn trở lại đây à. Gọi thử nước canh chua coi. Canh chua sao nó chua ha. Con ăn thấy chua không? Con ăn canh chua thấy chua không? Nè. Có bên đây có cá gì nữa. Mong mời. Cà tím với là thịt heo bằm với tôm. Ăn cái chất lượng ngon. Cảm ơn không? Chén
với tôm, với cà tím, xào. Cái hành xào ha. Ăn cắp không được đâu. Muốn ăn lại đây ăn đi, ăn cắp gì. Bắt trước thì được chứ đừng ăn cắp. Ăn cắp chứ. Ngon. Ngon ngon. Quay cho quay vậy không hấp dẫn. Cơm vô anh, có cơm vô. Trồng lên. À. Ở trong nó có gì? Cho ý kiến. Có cà tím. À, mình đang trồng á, mới mốt mình làm. Có thịt bằm. Đậu hành, tôm. Đậu hành. Tôm. Tôm sắc hộp đậu. Nhưng mà rất mà xào á, nêm nếm mới là quan trọng. Con nghĩ chắc có dầu hào với lại mắm, mắm tôm, mắm rút gì á. Mắm tôm rút. Anh muốn quay giùm không? Dạ không, không sao. Lại ba tự quay thấy không hấp dẫn, em quay cho ba. Ba, ba. Anh ba. Cái này là anh đến của mình, mình lấy coi chừng anh thành cũng lấy à. Không, anh tỷ là quen con mà sao rồi để anh chờ. Anh Thành mà lên là tấn công rồi liền. Đất mình quản lý. Đây đây là tôm, đây là thịt bằm, đây là cà tím, nước sốt, nước sốt này rất là ngon, đặc biệt lắm các bạn ơi. Mình muốn học hỏi mà tốt lắm á. Nước sốt này chắc có sạch tế hay gì nữa. Dạ, sạch tế. Giang hồ á, Alameda đó. Em. Món này món là gì? Cánh gà. À, giòn. Giòn thịt. Giòn thịt với lại bún. Thập cẩm. Bún. Ngon quá. Miếng. À, cánh gà bây giờ nó giòn như vậy được hay ha. Cánh gà mà nó dồn thịt vô vậy được hay á. Sao con ăn hụt xương vậy? Không để bà ăn. Không thấy anh. Quay vậy không thấy ba. Rồi, quay không thấy. Cái này là gà. Giòn thịt trộn. Cái này làm như bún bún bào vậy. Bún bào. Ừ. Thịt thập cẩm. Gia vị trong rồi chiên. Chiên. Anh thấy ngon không? Còn chấm nước sốt nữa vậy anh. Ăn chung với bánh cải nè. Chấm rồi. Thêm đồ chua. Nè, anh ăn kèm chứ cái bắp cải nó dồn vô không đúng không? Cái gì mà nó sệt sệt như vậy là anh chan ngon nó xỉ luôn à. Em nãy giờ 4-5 chén hả? Quá. Quá ngon. Đâu có làm cho anh em ta gần nhau. Bạn không quên tờ này.
Wow, nữa nữa đó. Quá nóng hổi. Đây là ông chủ đó, bà chủ đó, là chủ quán đó. Đúng rồi. Bà con nào ở dưới miền Nam Cali mà lên miền Bắc á. Phía Alameda San Phan. Lên dốc coi á Phnom Penh. Phnom Penh thủ đô Phnom Penh. Của Campuchia. Rất là ngon. Rất là ngon, món nào cũng rất rất là ngon. Anh chủ rất là dễ thương. Ông chủ rất rất là dễ thương luôn. Năm bên ăn thì rất rất là ngon. Ở Alameda. Nói lại quen với Khoa là được tiếp đãi. Nói lại đây nói là quen với Khoa là sẽ tiếp đãi rồi còn rất rất là ân cần hơn nữa. Và đặc biệt hơn nữa. Trời ơi, bên đây à, ăn cái dĩa này còn nguyên. Ông nói là lần đầu tiên được đi lên San Phan. Được Khoa em á, em yêu quanh thành đấy, nhất thì ăn cái nhà hàng Campuchia đó cô. À, ăn bên. Rất là ngon. Thì lần đầu tiên á, cái anh cô qua tới đây cái anh nó đón thì về ghé đây ăn nè. Ôi ơi, nghe nói đồ đồ Campuchia sợ rồi. Ô vô ăn ngon quá. Gỏi cũng ngon, canh chua không có mặn. Đây là người Hán Nam, còn đây là người Hẹ. Người Hán Nam thì ăn cá bỏ đầu, người Hẹ chắc thấy vậy chắc sai xỏ sâu đem về. Nửa dọc trái đất qua đây ăn đó nha. Yeah, tôi ở Vĩnh Long rồi á. Có bé bị đâu? Ồ. Chưa có hả? Mời hồi giúp mình nhớ chuẩn bị. Chuẩn bị hả? Ồ, ngày mình diễn rồi. Chúc mừng, chúc mừng. Ok, để mình lại. Để mình làm cho trong mấy ngày ăn cho ha. Ok, không có gì rồi. Kem chuối đặc biệt nha. Nhớ mà lại mình có ăn rồi mà. Thứ ba mắt đi làm rồi. Nói ăn cái gì đó bị nhức nách rồi, muốn làm được. They go this and rice. And rice, that's yeah. It. Yeah. Oh, yeah. Yeah. Thank you. Yeah. Thank you. Này giữ rồi, giữ lúc mà cho anh nghe lúc anh nói tại restroom á thì ra thì lấy nghe khúc đó xong rồi tốn tốn món mới nè, món quái đảng, món quái đảng này phải quán mua quái đảng không anh à, món quái đảng hả, quán đại kem chuối, kem chuối đặc biệt, kem chuối
cái góc là người em này nè. Rồi thôi giờ xử kem đi. Trước hết xử kem đi. Đây các bạn, kem kem với chú chiên nha. Ăn sao ta? Trời chú chiên giòn quá. Cái tim á, hôm nay BTS là cái nhóm Korea, cái nhóm ca nhạc á. Nếu như mà mấy người mở dây đây lên đi ăn với mỏ là cái qua là ăn cái bít xa. Chú nói chuyện, nói chuyện bột gì giòn quá ha. Chú giòn, cái tim tập của tụi luôn á. Quá giòn luôn. Ăn với kem nó lạnh đó, làm mình cũng dọn thêm. Tao tại chuột cho một thằng bánh tỉa. Sáng hôm qua chiên cái bánh tôm kìa, thấy thiệt là mới bộ hôm sau thì cũng y như mình vậy, như này rõ ràng là ta ăn liền. Anh tỉ. Anh là Mỹ Đạt của anh Chánh hả? Cali của Thành hả? Bởi vậy chùm luôn. Chùm có bị ai đâu. Không, anh chơi cái chiêu này quá cao tay. Mà nhớ nha, đừng leo con cây nha. Cái người chị chú bán tỉa. Cái đó là không hiểu ha, là mở cửa được á. Là cái máy em đem anh dẫn á. Cái gì hả? À, mình làm lại bản đó nha. Rất ngon mà lại cái chuối rất là giòn, cái chấm nó cũng dễ thương kìa. Cái chuối nó nóng nữa mà người con ăn chút. Chúc cái chị ăn với chị Trinh ăn miếng. Rất dễ mà thật là giòn luôn. Ngân Trinh ơi, ăn chuối chú chiên ngon quá. Chú chiên kem. Tụi con đâu có cái gì ăn đâu, bữa cô ăn em đây là cũng có chút gì đó. Rất là đúng là hôm nay mình mới có những cái buổi chung như vậy. Tại vì tụi con lên đây nói sao có gì, con mang bảo tụi con hoài. Thì cũng phải có, cơ mai cũng phải có một cái bữa tiệc vui xì nhưng mà tụi nói cho tụi con ăn. Đúng không? Ý anh? Em đồng ý chị đang không? Mệt quá, chị nó mệt.
lo ăn đâu mà vậy, chứ ở dưới tụi con không có ăn đâu mà phải từ dưới rồi đi bao nhiêu cây số lên tới đây ăn có nhiều hơn nhiều cái tình chứ tổng là cô nói cho con cái vấn đề đó là cái chuyện ăn uống. Tụi con mới là tụi con ăn đủ thứ hết, nhưng mà tất có nghĩa là một miếng gà nướng hay một cái miếng lẩu mắm cái gì cũng nó ngon hay là nó ngon cái tình. Dạ đúng rồi, chung á ăn bổn nó là cái tình. Mình đi đâu mình cũng ăn được mà, đúng không cô? Nhưng mà ngày hôm qua bánh xèo nấu trời ha, mà ăn hết nửa đũa rau chứ ăn có được hai cái bánh xèo. Trong đầu thì đang nghĩ là cha ăn có bốn cái bánh xèo, rồi ăn có hai cái đứng cửa luôn. Mà đụng cưa với anh cái dĩa cuối cùng đó mà ý anh lấy nửa cái thì đang không ăn nổi đó. Nửa cái là mẹ ăn phụ, tính là phụ cho Trang. Bây giờ đâu mà cho phụ nữa, con không ăn nổi. Rồi tạm biệt chủ quán. Bye bye. Thank you. Đây mình quay cái địa chỉ cho các bạn xem nha. Các bạn nào có ăn đến đây, cái đường này đi thẳng qua đó là qua cái đường hầm nha các bạn, đường hầm Alameda nha. Đây địa chỉ đây, số điện thoại. Đây nhà hàng đây các bạn. Rồi các bạn nào có muốn ăn thì đến đây nha. Mở cửa 24/24 luôn. Đây là thành phố Alameda. Ngày xưa mình qua đây mình ở đây, đây mấy năm đây các bạn. Bây giờ mình mua nhà mình về, giờ về San Leandro. Từ đây đi qua bển khoảng 20 cây số. Hát gì vậy? Ăn no rồi hát, ca hát phải không? Vô đây hơi ấm ấm ha. Quá ấm luôn, chưa có hơi đâu. Hồi đi vô là không có lạnh, hồi đi ra lạnh. Nãy giờ tại xe này mà đậu còn nắng nè. Nhờ nó lạnh vậy là vô xe không khó chịu. Nó ấm làm cho dễ chịu. Chắc vô. Mai gặp. Rồi bye bye. Mai không biết mấy giờ mình đi nữa. Chắc 10 giờ quá. Mai chắc 10 giờ mình đi quá. Con cũng biết. Để về cho chú bác Tú nó đi sớm á. Thì 11 giờ mình tới, hôm qua bác Tú nói đó. Mình 11 giờ mình tới thì 10 giờ mình đi. Mai, mai giờ. Mai giờ. Mai giờ. Chị ở đây rồi mình này cắt rau. Mình cắt rau. Nước mắm à. Rồi rau đem xuống dưới mới lặt. Cắt xong rồi đem xuống dưới mới lặt nữa. Ơi cái người tí hoa nè, đẹp ghê chưa? Ôi ơi. Như đảng nó đi tới nè. Giang hồ, giang hồ. Giang hồ mùi thuốc khúc đâu. Anh nói sao ra, người ta có bầu, người ta chịu mùi thuốc. Nghe, nghe nữa đi, nghe nữa đi, nghe nữa đi. Bác đi. Bà uống vậy? Trời ơi, bà uống chữa bài tử mà. Dạ. Trời ơi, bà uống nha, nữa đi.
Chắc nửa vầng trăng. Chồng con cái xe. Bonjour, monsieur. Bonjour. Merci beaucoup hả? Merci beaucoup. Tối về nghỉ ngơi đi, ngày mai có nhiều độ vui lắm. Dạ, nghĩ chú về chú nghĩ chú không ai nghĩ cô Phúc nói chứ đừng có nhức nhức đất nhức háng nữa chứ. Bà xui này cũng quậy quá. Bà xui này cũng quậy. Quậy đục nước chứ không phải là giỡn. Tại vì người này đam mà nói tới cũng dưới nữa mới ghê. Cái này là bị lai bổ nhí nhặn. Có bổ nhí nhặn trong này nữa. Có chai nước kìa, cũng với anh Thành thôi. Dữ nha. Cũng như anh em cũng cái đó. Như cái chai nước này bự hơn chai nước đó quá. Em nói anh Khoa, em nói ủa sao anh chị có thể đi ăn được nữa. Không thể nào ăn được nữa. Ê ăn trễ. Không mà từ đây đến tối mà. Tới phía.